Thôi chào bạn ha, thì sáng nay mình gửi mai cho anh em mấy cái cây mai cúc quang diêu giống về cho anh em làm giống. Thì nói chung là những cái này thì có nụ có hoa để anh em chơi Tết luôn nha. Chơi Tết rồi làm giống. Đây là đơn hàng của ông anh ở Hòa Nhơn. Đây, 4 cây chung một một kiện hàng. Bó bầu luôn. Bó bầu sẵn luôn nha. Trang vậy ship. Nói chung mấy cây đây là tháo bầu hết. Rồi, hai cây đây là của anh ở miền Tây, Đồng Tháp à. Đây. Cũng một mua một cặp luôn. Một cặp như thế này thì bó bầu nhẹ ship, thứ hai nữa là giảm được 100.000. Hỗ trợ tiền ship luôn, hỗ trợ trực tiếp trên tiền cây luôn nha anh em. Cúc quang diêu nha. Thì anh em nào mua cúc quang diêu nữa thì cứ liên hệ với mình ha, liên hệ qua Zalo rồi có gì mình chốt đơn qua nha. Đấy, cây rất là khỏe mạnh nha anh em, bông búp thì cũng có để chơi. Rồi hôm nay mình sáng hôm nay mình giao lưu cuối năm rồi anh em, ngày cuối cùng của năm 2021 thì mình có tri ân giao lưu khuyến mãi hai cây mai này cho anh em về chân chơi nha, chơi Tết. Cây mai rất đẹp. Đấy. Bữa giờ anh em miền Nam hỏi mai còn lé hay không mà mình cũng còn cặp này nha anh em. Cặp này anh em nào mua luôn rồi mình để rễ lại luôn. Bông búp thì cũng đầy cành đầy ấy hết rồi. Miền Bắc thì mua vẫn được, miền Bắc mua thì mình lạc lé cho anh em luôn. Đấy, chiều cao của cây thì từ mặt chậu lên đến phần đỉnh ngọn là 1 mét nha anh em. Chiều cao tổng thể luôn cả cái chậu là 1m2, 1m2, 1m3. Đây, cây này có đế nha anh em, đế đắm đang già, già cây nha anh em. Đấy. Anh em thấy không? Cây cái móng có cắn đủ rất là ok ha. Bông búp thì đầy cành nha anh em yên tâm về chất lượng bông búp của mai vườn mình thì lạc lá ra thì nó rất là sáng cây. Bắp dưới các cái kẽ nách lá. Cây này thì có gốc nha anh em. Gốc nó cỡ ngón chân cái, lớn hơn ngón chân cái nha nè. Cái này cũng vậy thôi. Giao lưu luôn kẹp nha anh em, kẹp ra rễ. Cái này thì cũng vậy, đế đám này cũng có dưới này. Co thác lát lượng nha anh em, cùng cùng lát. Nói chung là anh em nào quen mua cây giáng long Bình Định thì cứ nhìn cái cây này thì biết chuẩn rồi. Giờ rút kim rút nọc ra tuốt lá nè thôi. Còn hai cây anh em bán rỉa cho anh em luôn ha. Lá xanh mướt, tán rộng thì 85-90 nha anh em. Đó. Rồi anh em nào có nhà ý giao lưu cặp mai này thì liên hệ với mình theo số điện thoại là 0987096755 hoặc là kết bạn Zalo với mình luôn. Thì sau này mình có những cái cây mai đẹp à, anh em giao lưu ha. Thì vườn mình cũng đang xuống lá rồi, xuống lá mấy cây bonsai mini. Thì cũng quay lướt cho anh em xem luôn. Mấy cái này nói chung mình cũng không có thời gian chăm sóc nhiều nhưng mà nó cái giống này thì bông búp nó vẫn đạt nha anh em. Đấy, xuống lá thì có bông có búp chơi luôn, thoải mái vô tư, không có lo nghĩ chuyện bông búp Tết hết á. Tay cành thì nục nạc hết rồi, chi dâm ok. Mấy cây bonsai này mấy gốc quái siêu hàng siêu tầm. Cái này cây cúc lục xanh nha anh em. Đấy rồi anh em có nào có nhu cầu mua mai như thế nào thì cứ kết bạn Zalo với mình ha. Rồi nói ra cái yêu cầu của anh em thì mình chụp hình hoặc là mình gửi video mình báo giá nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh Trương Nguyễn.
cũng như là theo dõi kênh trong suốt thời gian vừa qua. Rồi xin chào và hẹn lại những clip tiếp theo.